Xin chào tất cả các anh em đang xem video của shop phụ kiện đi rừng Thanh Tuấn. Thì sáng nay shop sẽ lại mang đến cho anh em cái chương trình khuyến mãi của Sào Nhôm cho cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này. Thì anh em vui lòng xem cho hết video để chúng ta nắm trọn những cái nội dung chúng tôi sẽ đăng tải cho cái chương trình khuyến mãi ngày hôm nay. Thì chương trình khuyến mãi ngày hôm nay sẽ được áp dụng ở cái thời gian đang ghi trên màn hình. Trong thời gian này, nếu anh em mua một cây sào thì sẽ được giảm liền 50.000 trên số tiền mua hàng của mình anh em ha. Tôi nói thí dụ anh em mua cây sào 4m à, sau khi tổng số tiền lại anh em sẽ được giảm 50.000 à. À, tiền hàng thì bao gồm là có anh em là có thể là mua sào không phụ kiện. Một cây sào là nó sẽ như thế này à, là không có phụ kiện gì nha anh em. Anh em muốn mua cu lim hay mua áo thì sẽ tính tiền thêm, ví dụ như cái áo như thế này à, hoặc là một cái cu lim như thế này à, cu lim như thế này. Nhiều anh em hỏi tôi cái cu lim như thế này thì treo lồng chim như thế nào, thì đây trên cái cu lim này nó đã có cái móc vòng tròn rồi, đây anh em cứ móc cái phần lụp phần lồng của mình vào đây và treo lên thôi đó, rất chi là tiện dụng ha. Đây là cái cu lim răng cưa, nó rất là bén nha anh em, trong quá trình sử dụng thì anh em mình lưu ý giùm, chúng ta có thể lấy giải quấn lại, ở đây nó có phần răng cưa rất là bén, nó bằng inox ha. Đó thì điểm lại chương trình là như thế nha anh em. Đó, có nghĩa là trong thời gian khuyến mãi này anh em mua một cây sào bất kỳ từ 4m, 5m, 6m, 7m và 9m thì anh em sẽ được giảm liền 50.000 trên số tiền. Đó. Đó, thì đây là cây sào 4m. Đó, 4m thì nó 5 lóng nha anh em. Khi anh em mua cây sào 4m thì khi anh em kéo ra hết thì nó còn lại khoảng 3m7, 3m8 nha anh em. Bởi vì mỗi cây sào anh em biết là nó sẽ kê nhau ở một cái đoạn như thế này, 5 lóng kê nhau thì nó sẽ mất đi cái phần à, nói trước chứ để anh em bảo sao tôi mua cây 4m về kéo ra còn có 3m mấy, ông An Giang của tôi cây đó là không có nha anh em. 4m thì mỗi lóng nó là 0,8. Nói chung cái này thì chỉ thích hợp cho anh em chơi gọn nhẹ thôi. Đó anh em thấy nó có cái phần ngắn ở đây, thì khi cái con chó ở trong cây sào này chạy lên đến đây nó sẽ ngừng lại và nó phải, chúng ta sẽ bỏ đi một đòn như thế này đó. Đó, sào này khóa trái khóa phải đều được nha anh em. Anh em muốn dặn bên trái dặn bên phải đều được và ngừng ở bất kỳ cứ đoạn nào ha anh em ha. Cái sản phẩm này bán ra cho anh em thì chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em 1 năm sử dụng. Đó, sản phẩm bán ra thì sẽ có tem bảo hành kèm theo như thế này cho tất cả các anh em. Đó, anh em thấy chưa, đó tem bảo hành kèm theo cho anh em sử dụng ha. Sào thì nó có loại là không ốp đồng và ốp đồng, thí dụ như cái loại này là không có ốp đồng nè, 4m không ốp đồng, còn cái loại này là 4m có ốp đồng. Thì tôi giới thiệu cho anh em từ cái cây ngắn nhất cho đến cái cây dài nhất, tí nữa tôi sẽ nói đến cây 9m luôn. Đó, cây ốp đồng thì nhìn nó rất là đẹp à, và sang. Đó, thì tùy ý anh em thôi, anh em nào thích đẹp, thích đầu mắc tiền thì anh em mua cây ốp đồng. Còn anh em nào thích tiết kiệm bền bỉ thì mua cái cây không ốp đồng. Thì bảo hành nó như nhau nha anh em. Đó, đây là cây 5m, 5m thì nó 5 lóng, mỗi lóng nó 1m ha. Còn cái cây này là cây 6m 6 lóng nha anh em, 6m 6 lóng thì mỗi lóng nó cũng 1m nha anh em. Cái cây này thì nhiều anh em thích là bởi vì sao, nó có chiều dài 6m và thu gọn lại thì nó khoảng tầm 1m1, 1m2 gì đấy. Đó, anh em thấy là nếu chiều dài của cái cây 5m với lại cây 6m 6 lóng là nó tương đương nhau, nó chỉ chênh lệch nhau có một đoạn thôi. Đó anh em thấy. Đó, cây bên đây 6m là cây bên đây 5m thì nó chênh lệch nhau chỉ đúng bằng khoảng 2 lóng tay của mình thôi, cho nên là cái cây 6m 6 lóng là anh em họ thích nhất. 6m 6 lóng thì nó cũng có loại ốp đồng và không ốp đồng. Đặc biệt cái cây này khách họ mua nhiều cho nên là sáng nay đóng gói ở trong kho rất là nhiều, tí nữa sẽ cho anh em xem. Còn kế đến nữa là cây 6m 5 lóng. 6m 5 lóng thì nó rẻ tiền hơn 6m 6 lóng nha anh em. Bởi vì nó có 5 lóng và 5 lóng của nó thì cái lóng nhỏ, lóng lớn nhất của nó chỉ đến phi 27, còn nó đối với cái cây mà 6 lóng thì cái lóng to nhất của nó đến phi 32. Nó anh em nhìn thấy hai cái góc này, nó sẽ có chênh lệch nhau. Cây 6 lóng thì cái góc nó to hơn, cây 5 lóng thì cái góc nó bé hơn. Và cây 5 lóng thì nó cồng kềnh hơn bởi vì cái chiều dài của nó mỗi lóng đến 1m2, cho nên là cái anh em thấy cái đầu nó dư ra rất là nhiều nè, dư hơn ra cả một gang tay so với cây 6 lóng 6m. Tiếp đến là cây 7m nha anh em. Cây 7m thì mỗi lóng của nó 1m2 và nó 6 lóng. Đó, nó cũng có ốp đồng và không ốp đồng, cái này đã có nói rồi ha anh em ha. Đó thì cây 7m với lại cây 6m 5 lóng là nó chiều dài nó bằng y nha. Nè anh em nè. Cây này 6m 5 lóng, cây này 7m nè, anh em thấy chiều dài nó sẽ bằng y nha. À, do đó nên cái cây 5 lóng này ít người mua.
Cây dài nhất hiện tại chúng tôi đang phân phối là cây 9m nha nè. 9m thì mỗi lóng của nó là 16, nó là 6 lóng, mỗi lóng nó là 1,5 m. Đó thì cây 9m thì nó không có ốp đồng nha nè, nó chỉ có sào thường thôi. Cây này thì anh em nào mua thì cũng phải suy nghĩ trước bằng rằng khi di chuyển của nó rất là khó khăn. Mỗi lóng nó 1,5 m, khi mà ship lại thì nó khoảng tầm 1,7 m, và khi chúng ta treo lên xe hoặc vác lên người thì nó rất là khó khăn nha nè. Anh em suy nghĩ kỹ trước khi mua cây 9m. Rồi, thì tổng kết lại chương trình là nó như thế. Anh em trong cái thời gian khuyến mãi đang đăng tải trên màn hình này thì anh em sẽ được giảm 50.000 liền. Đây là cơ hội tốt nhất cho tất cả các anh em rồi ha. Đó, thì bây giờ tôi sẽ lại tiếp tục vào kho để cho anh em xem cái khu vực đang đóng gói của ngày hôm nay. Đó, khách mua rất là nhiều nha.